Ngày nay, trên những cánh rừng miền Tây Quảng Nam, chỉ còn gió núi, mây ngàn. Trong những khu rừng từng trụi hết cây cỏ vì chất độc hóa học, lá hòa bình đã mọc xanh trở lại. Những ai còn nhớ, nơi này đã từng là căn cứ của ban tuyên huấn khu 5 nửa thế kỷ trước. Năm 1959, luật 10 năm 9 đặt Cộng sản ra ngoài vòng pháp luật, đưa cuộc đấu tranh của nhân dân miền Nam sang một giai đoạn mới. Năm 1960, Nghị quyết 15 của Trung ương Đảng ra đời, xác định đường lối cách mạng ở miền Nam Việt Nam từ đấu tranh chính trị, kết hợp vũ trang, tiến đến giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc. Ban tuyên huấn khu 5 được thành lập nhằm tham mưu cho khu ủy về tư tưởng chính trị trong kháng chiến chống Mỹ tại chiến trường khu 5, vừa tổ chức xây dựng bộ máy, vừa đáp ứng kịp thời phục vụ nhiệm vụ chính trị trong mọi hoàn cảnh tại chiến trường chống Mỹ khu 5. Cái việc đầu tiên ban tuyên huấn khu 5 là phải tập trung xây dựng cái lực lượng, các cái bộ môn chuyên môn để đủ sức hoạt động và tác chiến trên mặt trận tư tưởng. Thành lập báo chí ra đời, thông tấn xã, tất cả những cái phương tiện để truyền đạt các nghị quyết và tuyên truyền trong nhân dân. Những ngày đầu tiên, ban tuyên huấn khu 5 chỉ có 3 người. Đồng chí Trương Chí Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư khu ủy, làm trưởng ban. Đến năm 1961, cán bộ từ miền Bắc vào và điều động các địa phương lên đã nhanh chóng hình thành các tiểu ban chuyên môn. Để các tiểu ban tuyên truyền, huấn học, thông tấn xã, báo cờ giải phóng, nội sang tiền phong phát huy hiệu quả, thì một bộ phận chuyên môn bằng mọi giá phải có, đó là nhà in và điện đài thu phát tin tức. Ban đã cử cán bộ về nội thành Đà Nẵng tìm mua được 2 máy in đẩy tay, điện đài thu phát tin tức được quân khu 5 hỗ trợ. Từ đó, báo chí, tài liệu tuyên truyền, tin tức được nhanh chóng đưa xuống cơ sở, chuyển tải ra Đài Tiếng Nói Việt Nam và Thông tấn xã Việt Nam tại Hà Nội nhanh chóng. Báo ra trên căn cứ thì có khi cả nửa tháng mới xuống được đến đồng bằng. Đó là chưa kể là có khi địch càn hay là mưa lũ lại ách tắc nữa. 9 giờ sáng ngày 8 tháng 3 năm 1965, Lữ đoàn 9 Thủy quân lục chiến Mỹ đổ bộ vào bãi biển Đà Nẵng, đánh dấu sự can thiệp trực tiếp của đế quốc vào miền Nam. Cuộc chiến tranh ở chiến trường khu 5 càng ác liệt. Tất nhiên, cái lực lượng quân Mỹ đổ bộ vào miền Nam cùng với vũ khí hiện đại làm cho lực lượng vũ trang cũng như đảng viên cán bộ đều có những cái băn khoăn suy nghĩ, sợ không đánh được Mỹ. Cho nên khu ủy khu 5 đã giao cho ban tuyên huấn khu 5 phải làm cái nhiệm vụ là truyền đạt xuống nhân dân với tinh thần quyết tâm chống Mỹ, không sợ Mỹ giàu, không sợ Mỹ mạnh. Lúc này, ban tuyên huấn khu 5 đã chỉ đạo đưa cán bộ tỏa xuống các địa phương bám sát dân để tuyên truyền vận động nhân dân. Cán bộ tuyên huấn khu 5 vừa là cán bộ tuyên truyền, vừa có thực tiễn ở khắp các địa bàn khu 5 để có những tin bài, tác phẩm phản ánh sinh động về tinh thần quyết đánh Mỹ trên chiến trường khu 5. Cũng vào thời kỳ này, ban tuyên huấn khu 5 đã khẩn trương mở trường đảng, trường tuyên huấn để đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo các tỉnh thành để kịp có cán bộ lãnh đạo và chuyên môn tuyên huấn các cấp tỉnh, huyện trong khu. Toàn đảng, toàn dân ta đoàn. Tháng 8 năm 1969, Đài Phát thanh Hà Nội đưa tin về sức khỏe của Hồ Chủ tịch. Nhà in ban tuyên huấn khu 5 đã nhanh chóng in hàng vạn bức ảnh Bác Hồ chuyển về tận các cơ sở và các vùng miền núi, bản làng Tây Nguyên cũng như các đơn vị quân đội để làm lễ tang tưởng nhớ Bác. Trên mặt trận báo chí, hàng ngày, thông tấn xã khu 5 chuyển tải ra thông tấn xã Việt Nam và Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Hà Nội trên 20 tin bài, ảnh về cuộc đấu tranh của quân dân miền Trung. Chúng tôi đi tác nghiệp thì thường thường là có một hai cái điện báo viên đi theo và gắn cái điện đài trên một cái xe UAT. Thì đi đến đâu là sau khi chụp ảnh, viết tin
viết bài xong thì là đến 6 giờ chiều thì chúng tôi bắt đầu lại liên lạc với Hà Nội để phát tin. Anh phải tự anh sống được, tự anh phải là lo được cuộc sống, rồi tự anh phải là làm rất nhiều thứ thì mới để mà thực hiện được nghiệp vụ. Và khi mà thực hiện được nghiệp vụ rồi, ví dụ chụp ảnh thì chúng tôi phải làm tất cả nhiều khâu, ví dụ như là đi trắng phim, rồi là tất cả mọi thứ đó để khi mà có được cái phim rồi chúng tôi phải yêu thích và tìm mọi cách để gửi về nhanh nhất, một là gửi qua Giao Liên hay là gửi qua những cái người mà cũng quen biết. Khu 5 có hai tờ báo chủ lực, đó là tờ báo Cờ Giải Phóng Trung Trung Bộ và một tạp chí nội sang Tiền Phong là tạp chí lý luận học tập xây dựng đảng của khu ủy. Cả hai tờ báo này đều ra số đầu tiên vào tháng 1 năm 1961. Địch thì nói là Việt Cộng là sắp chết rồi, hai ba tên Việt Cộng bu vào cành đu đủ mà cũng còn không gãy, cho nên báo phải có mặt như là một cái sự hiện diện của cách mạng. Lúc ban đầu, tờ báo Cờ Giải Phóng chỉ có 3 phóng viên, tạp chí Tiền Phong chỉ có 1 người. Tất cả phải vượt qua mọi thách thức, khó khăn để hàng tháng ra được một số báo có đầy đủ các chuyên mục để đưa xuống cơ sở. Đến năm 1963, được miền Bắc chi viện, báo Cờ Giải Phóng có được 16 phóng viên phân công bám các địa phương để viết tin bài. Thành tích xuất sắc của tờ báo Cờ Giải Phóng là liên tục phản ánh tấm gương anh dũng chống Mỹ ngụy và phong trào đấu tranh chính trị của nhân dân, phổ biến chủ trương chính sách của Mặt trận Giải phóng miền Nam đến với nhân dân. Rất là vất vả và cũng rất là thô sơ. Sắp đặt bài vở xong thì là cho đưa xuống nhà in nhờ cách xa báo cả ngày đường. Ngoài những cái đường dây công khai ra thì còn phải nhờ những cái Giao Liên hợp pháp bí mật dùng những cái giỏ hai đáy hay là ngụy trang dưới các hình thức để đưa vào thành phố. Không thể không nhắc đến những văn nghệ sĩ trên chiến trường khu 5, những người từ miền Bắc đã theo tiếng gọi của miền Nam ruột thịt, xung phong vào chiến trường, tác nghiệp trong cuộc kháng chiến chống Mỹ của dân tộc. Nhiều người trong số họ đã anh dũng hy sinh ngay trên mảnh đất này. Đấy là một chiến trường vô cùng ác liệt. Và anh em văn nghệ đi xuống cơ sở mà rất nhiều người đi vùng sâu, tức là vùng địch chiếm, để lấy tư liệu, viết bài. Mà muốn đến được vùng đó phải sống cùng du kích và được nhân dân che chở. Với vai trò là chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng văn hóa, các nhà văn, nhà thơ, họa sĩ, nhà quay phim vừa chiến đấu vừa ghi chép. Các tác phẩm khắc họa, ca ngợi cuộc kháng chiến trường kỳ, gian khổ và hào hùng của quân dân miền Trung. Những tác phẩm này đã trở thành vũ khí sắc bén, cổ vũ động viên quân và dân xốc tới, chiến đấu giải phóng quê hương mình. Phải sống cùng nhân dân, rồi cũng ở hầm bí mật, rồi cũng vào khu rồn để biết, để hiểu về cuộc chiến đấu của nhân dân, của du kích, của cán bộ bộ đội địa phương. Từ đó mới có tư liệu và viết bài. Rồi chúng tôi xuống đó là địa phương họ yêu cầu làm thơ ca hò về, làm diễn ca cho bộ đội du kích. Vì hồi đó là cái đời sống của họ chiến đấu, nhưng mà bên cạnh cái cuộc chiến đấu đó để động viên họ thì những bài thơ, những bài ca giao hò về, những diễn ca không chỉ là động viên họ chiến đấu mà còn làm công tác binh, tuyên truyền binh vận nữa. Một đặc điểm của chiến trường chống Mỹ ở khu 5 là cán bộ vừa làm chuyên môn vừa phải sản xuất tự túc để cùng đơn vị nuôi sống mình. Mỗi cán bộ phải đảm bảo 50% công tác chuyên môn, còn lại phải sản xuất. Ở chiến trường khu 5, nguồn lương thực từ miền Bắc vào chủ yếu dành cho quân đội. Nguồn lương thực khai thác từ vùng địch bị địch kiểm soát thường xuyên. Nguồn sản xuất tự túc thường bị địch rải chất độc không thu hoạch được, nhất là vào những năm 1965-1970, nạn đói ăn lạc muối thường xuyên xảy ra. Những lúc như vậy đều trông cậy vào lực lượng hậu cần lăn lộn vùng địch để tìm kiếm lương thực, thực phẩm. Nhiều đồng chí đã hy sinh,
bộ phận hậu cần có số lượng liệt sĩ cao nhất của ban tuyên huấn khu 5. Thì hôm đó là một cái buổi chia tay. Tôi xuống đồng bằng tham gia chiến dịch Xuân Hè 72. Còn anh Thăng và anh Thu thì ở lại. Nhưng mà anh Thăng ấy thì đã có quyết định ra Bắc. Bởi vì anh ấy vào trước tôi, anh vào năm 1966. Thì anh Thăng anh có nói với tôi là mỗi năm ở Quảng Đà, ở trên chiến trường này thường có một hai nhà báo văn nghệ sĩ hy sinh. Năm nay, tức là cái thời điểm tháng 5 năm 1972 thì chưa có ai cả. Thì thôi bây giờ Quảng xuống đồng bằng, nhớ hết sức giữ gìn để còn trở về. Anh chỉ dặn một cái điều như thế thôi. Còn anh cứ nói với tôi là khi anh ra Bắc thì thế nào anh cũng đến thăm gia đình tôi ngay. Bởi vì tôi có gửi anh Thăng một cái thư và một tấm dù tôi được các chiến sĩ quân giải phóng Quảng Đà trong một cái lần đi chiến dịch, các anh tặng cho một cái tấm vải dù. Thì tôi gửi cái thư và tấm vải dù cho bố tôi ở Hà Nội để ông cụ biết rằng là tôi đã vào chiến trường còn sống. Sau đó 2 ngày thì tôi được tin của Giao Liên báo rằng là cái hang đá bọn tôi ở đã bị bom đánh sập và 5 đồng chí trong hang hy sinh. Còn ở ngoài các cái hang khác, 5 đồng chí khác hy sinh. Tức là cái đêm 21 rạng ngày 22 tháng 5 năm 1972 ấy, 10 đồng chí ở ban tuyên huấn Quảng Đà hy sinh. Thì gần 40 năm sau, bằng rất nhiều nỗ lực và cố gắng của đồng đội đi tìm thì mới lấy được một chút hài cốt của các anh và các kỷ vật về. Và tôi bàng hoàng và xúc động, có thể nói là không thể cầm được nước mắt. Tôi nhìn lại được, tôi thấy được lại cái tấm dù của tôi gửi anh Thăng vẫn còn. Mùa xuân năm 1975, sau những năm dài gian khổ ác liệt, cuộc kháng chiến chống Mỹ đã đến ngày thắng lợi. Tin tức giải phóng Tây Nguyên từ các phóng viên thông tấn xã Việt Nam tại khu 5 ngày đêm liên tục phát ra Hà Nội, loan truyền khắp thế giới. Phải có những cái tin như một là giải phóng Buôn Ma Thuột ngày 10 tháng 3 năm 75. Thì mùng 10 tháng 3 năm 75 là 12 giờ sáng thì quân giải phóng đánh vào Buôn Ma Thuột. Nhưng mà 6 giờ chiều hôm đó thì bản tin Hà Nội đã phát ra. Thì chúng tôi là cái người đưa tin đầu tiên đấy. Hay là thành phố Nha Trang giải phóng sáng mùng 2 tháng 4 năm 75. Thì tôi là người vào viết cái bài ghi nhanh giải phóng Nha Trang đó. Mà đưa về khu đó thì đến nỗi là đồng chí Võ Chí Công hồi đó là sau này là chủ tịch nước, là bí thư khu ủy khu 5 đó bảo có phải là giải phóng Nha Trang hay không. Cuối tháng 3 năm 1975, Đà Nẵng đã bắt đầu chứng kiến cuộc tháo chạy của Mỹ ngụy qua đường hàng không và đường biển. Tiếp theo đó là các tỉnh phía Nam. Ban tuyên huấn khu 5 đã phiên chế các cán bộ thành đội công tác tiền phương đưa về từng tỉnh thành trong toàn khu, bám theo các đơn vị quân đội tại mặt trận để lấy tin tức, tiếp quản, tuyên truyền, giúp địa phương xây dựng chính quyền, quản lý vùng mới giải phóng. Trưa ngày 29 tháng 3 năm 1975, thành phố Đà Nẵng giải phóng, cũng là lúc lực lượng cán bộ tuyên huấn khu 5 đã có mặt tiếp quản nha thông tin Đài Phát thanh Đà Nẵng. Đây là Đài Phát thanh Đà Nẵng, tiếng nói Ủy ban quân quản thành phố Đà Nẵng. Tháng 4 năm 1975, ngày chiến tranh kết thúc, đã có 128 cán bộ của ban tuyên huấn khu 5 hy sinh trên chiến trường. Bao máu xương đã đổ xuống, bao người trở về với cuộc đời hòa bình không còn lành lặn để góp phần vào đại nghiệp. Tháng 6 năm 1976, ban tuyên huấn khu 5 giải thể sau khi đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc. Mỗi cuộc gặp lại nhau là những giây phút của nước mắt, nụ cười. Sau những năm dài khốc liệt, hưởng hạnh phúc của hòa bình, những người còn sống sót hôm nay, dù phải đối diện với hoàn cảnh nào của hiện tại, tất cả đều tự hào về một thời sống và làm việc trong lửa đạn chiến tranh.